Thưa quý vị, trong những ngày bộ môn cầu lông SEA Games 31 diễn ra tại Bắc Giang, ngoài các phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, thì còn có rất nhiều phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại sự kiện thể thao đặc biệt này. Với bầu không khí náo nhiệt trên các sân đấu cũng như sự chuẩn bị chu đáo, các điều kiện phục vụ việc tác nghiệp báo chí của tỉnh Bắc Giang đã để lại cho các phóng viên báo chí nước ngoài nhiều ấn tượng sâu sắc. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đến Việt Nam để tác nghiệp, song đây là lần đầu phóng viên Lim Wei Sang, trang tin thể thao Sport Singapore, đến với Bắc Giang để đưa tin về bộ môn cầu lông tại SEA Games 31. Được chứng kiến bầu không khí sôi động, náo nhiệt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban tổ chức, khiến cho anh không khỏi hào hứng. The stadium is fantastic. The atmosphere is beautiful. Tôi cảm thấy không khí ở nhà thi đấu ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Con người nơi đây rất là thân thiện. Trong quá trình tác nghiệp, tôi được ban tổ chức, các bạn tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiều. Tôi rất vui vì những trải nghiệm tại kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Bắc Giang, Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều. Còn đối với phóng viên Mamuda Chosnu Napila đến từ Indonesia, khá ấn tượng với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên tại trung tâm báo chí của ban tổ chức, cũng như sự đón tiếp nồng nhiệt khi cô cùng với đoàn vận động viên Indonesia đến với tỉnh Bắc Giang. Tôi thấy rằng các điều kiện để phục vụ cho việc tác nghiệp của phóng viên báo chí ở đây rất chu đáo. Ở đây chúng tôi có đường truyền Internet rất tốt. Ban tổ chức bố trí máy tính để chúng tôi tác nghiệp trong trường hợp không có máy tính xách tay, và ở đây rất là an toàn. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong việc đảm bảo các điều kiện tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên, nhà báo quốc tế của tỉnh Bắc Giang đã giúp cho việc tác nghiệp đưa tin về bộ môn cầu lông SEA Games 31 được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, qua đó để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các phóng viên báo chí quốc tế.